So ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm lại cái khẩu P90 súng thỏ nhưng mà ở trên danh C4 luôn anh em ạ. Ngày trước thì nó mới ra thì mình đã bắn zombie và thấy cái đam của nó thì ối giời ôi luôn anh em ạ. Đam zombie gì có 70 ạ, thế thì đánh đấm dê. Hôm nay thì bác vào bắn C4 xem như nào, xem nó đam đủ như nào, xem liệu có làm ăn gì không nào. Rồi, lần này mình sẽ thẩm du hành lang anh em ạ, lại chơi vào cái map rộng nó mới đau chứ. Map này nó thiên về sniper anh em ạ. Rồi. Nào, úi dồi ôi, 19, 12. Ui dồi ôi, hỏng rồi. Cháy đâu bạn? Cháy đâu? Ui, 9. Ui, ui, bom, 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 bom. Ai à. Bắn ỉa là quần đéo bằng nó ném của bom sái anh em ạ. Mẹ, nó đéo được thì đéo ổn tí nào thôi. Theo mình thấy thì đây là một trong những khẩu súng danh mà phế nhất từ trước này anh em ạ. Mẹ, đéo hiểu sao cho cái khẩu súng này ạ. Mới đầu nhìn cũng đẹp đấy, nhưng mà yếu quá anh em ạ. Tối qua mà mình bắn zombie cũng đã thấy chán rồi chứ đừng nói là bắn C4. Quá phè này các bạn, so với gọi là MK, so với 81 thì nó là một cái gì đó nó không thể so sánh được anh em ạ, không thể so sánh. Ơi mít này. Ôi, hàng về hàng về. Hàng về. Ui, cái gì đây? Thế đó là ở sân hồi sinh nhà nó vẫn còn anh em ạ. Mẹ đục chết luôn kìa. Cái thế nhà mình móc lốp được thằng mít đáng ngon. Nói chung là chơi cái khẩu này phải đi chịu khó đi móc lốp tí anh em ạ. Chứ còn ôi cái gì ấy, nhảy gì đây. Chứ còn mà không móc lốp thì solo thì hơi khó anh em ạ. Mẹ cái thằng Barret kia nó cứ liếm đi kia thì mẹ nước nôi đánh đấm đéo nữa. Rồi từ nhá. Có này, trước mặt có này. Ui đừng có kê em anh ơi. Hay quá, nó bắn chết rồi. Ui ôi, vào đầu trừ 30. Vào đầu trừ 36. Ui mày chết với tao. Mẹ nó thằng thằng khốn nạn rào nó lại liếm mất anh em ạ, cay thế nhô. Đây đây. Ôi giời ơi. Vào đầu mắc là được 39 anh em ạ. À đồ. Yếu thế. Mang tiếng VIP vàng anh em ạ. Đây là khẩu VIP vàng nha. Đây là VIP VIP đỏ thì nó còn phèn hơn nữa cơ. Mẹ. Không ổn tí nào. Rồi đâu rồi? Còn thằng cuối đâu rồi? Mình yếu lắm rồi anh em ạ. Giờ chỉ loanh quanh ở chỗ C4 để rơi thôi. Giờ đi tìm nó là sầm lờ đấy. Không tội gì anh em ạ, không tội gì. Rồi. Thằng kia nó đang canh C4 được sang số 5 nó đang canh C4 của mình. Nó bắn nhau nước rồi, hay quá anh ơi, hay quá anh ơi. Nó phải thế anh em ạ. Đấy, đồng đội tỏa sáng thế là được rồi. Mỗi hiệp kill là ok rồi. Mình cầm cái khẩu này mình vào mình chỉ sợ là không ăn được kill thôi anh em ạ. Sợ mỗi là không ăn được kill thôi. Rồi. Tiếp tục là hãy đứng hành lang thôi. À, cái hiệp đầu tiên solo với cái thằng hành lang nó có vẻ hơi phèn. Hơi phèn anh em ạ. Đang thua. Đó bằng nó ném quả bom sái. Ném quả bom sái quả đây mình không chạy thì cũng bay vẽ luôn anh em ạ. Rồi. Đấy đầu hành lang canh múc lốp này. Đấy. Ngồi đây thẩm du anh em ạ. Đó thằng già nó móc lên là mình cũng móc luôn. Ơ à, biết này. Ô cái gì bạn. Chơi bạn. Hay là đau. Đau nha. Đau cho mày. Rồi thay đi đạn. Ôi đây hàng 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 hàng. Ôi rồi mình xin. Lộc lá, lộc lá, lộc lá, lộc lá. Nào còn cuối đâu. 5 vs 1. Bắn đâu ơi. Nước, nước, nước. À đây, 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 trước mặt. Ủa, nước kéo đâu. Nó núp góc này anh ơi. Ủa, nó núp góc làm hai ạ. Mấy thanh niên này chả trách gì. Thấy bị bắn cái quay lại cầu luôn kinh. Bắn này biết nó bắn phương hướng nào chứ. Rồi. Ôi rồi nhắm cả bom smoke này lỗi rồi. Mình định móc mít một cái mà. Ây à. Ấy mày quá là ném smoke anh em ạ. Hay quá nó cũng ném smoke bịt mít lại rồi. Được 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 được. Nó chảy cối lên la liếm được. Không có ai luôn. Ai à mít nhà nó quá. Ai à đục. Ai à. Thôi anh ơi. Em xin lỗi, em xin lỗi. Phắn ngay anh em ạ, phắn ngay. Phắn ngay em đục chết. Có khi là mình sẽ phải lên hành lang anh em ạ. Lên hành lang thôi anh em ơi, lên hành lang thôi. Đứng mít có vẻ đã ăn thua anh em ạ. Khẩu này mà đứng mít nữa thì đúng rồi. Ố dè thật sự. Rồi. Rào có này. Nha phốt rào này. Biết hành lang có ai không? Hành lang trống này thế rào rồi, rào rồi. Rào ít nhất là hai thằng. Quay lại rào anh ơi, thằng kia lại bỏ chứ na, mẹ đéo hiểu. Mẹ lên mẹ sai này, à đồ. Được rồi. Xa này phải bắn cóp. Mày em tạo. Mày làm sao? Ui rào lên hai thế này. Ui. Từ từ canh dài này. Từ từ thôi. Sao? Làm sao? Ui. Vào đầu mắc là 44 anh em ạ. Sorry. 7, 30. Ui, bắn cái gì đây?
Chả yếu lắm anh. Ui, không chú biết nào. Chạy đâu, mày chạy đâu. Phản nam, vào rào phản nam à. Cười ấy, khe đấy, yo. Được của nó. Bắn nhau ngoài mít đây. Ngoài mít hay là trên hành lang? Trên hành lang rồi anh em ạ. Chắc chắn hình trên hành lang rồi. Thằng kia nó vừa bắn cái thằng kia chắc là chạy vào hành lang nên nó bắn quẻ chân nó. Lúc đâu bạn ê. Trái. Ôi giời, yếu à. Yếu thì mình xin thôi. Nói chung yếu thì vẫn là liếm được anh em ạ. Nhanh lắm. Cái gì chứ thấy yếu. Mẹ mút luôn anh em ạ. Mút luôn không nói nhiều. Đấy đùa mẹ bắn vào vần hiệp vừa rồi làm 4 đấy đùa đâu. Mẹ 9 kill ngay anh em. 4 hiệp 9 kill chứ đùa đâu. 42 là 8 còn dư hẳn kill luôn. Đây. Hai hiệp đầu là hơi thọt tí thôi. Sau là vẫn xanh sao. Cơ bản là danh mình vẫn danh thấp chứ còn hôm nay mà vác vào danh cao cao nó vã cho thì không tuyệt viên nào anh em ạ. Ở bên kia nó vác cả 6 nòng kia kìa. Á đồ. Ui dồi. Ui sorry bạn Hiền nhá. Cái đéo ném còn lửa còn bật ạ. Nãy thì ném smoke giờ thì lại ném lửa. Ố dè thật sự. Không hiểu mình chơi gì. Rồi. Nhẹ thôi anh ơi, nó sấy bỏ mẹ đấy. Bọn này nó tự nhiên như ở nhà anh em ạ, đéo hiểu. Ừ, nó chạy ngon lành thế mà mình chạy trước là mình khả năng mình quảng chó trước đấy. Dốc rào. Nhân vật phúc giáng sinh. Phúc giáng sinh á. Mình trên 4v2. Từ. Sang B la liếm. Vẫn còn anh em ạ. Cơ hội của mình vẫn còn. La liếm thêm 1-2 kill nữa là êm. Bọn này chạy về B không có rồi. Thế khả năng là rào rồi anh em ạ. Khả năng cao là rào rồi. Mình ra mít với hành lang không nghe động tĩnh gì là đây rào chắc luôn này. Ai à. Sáu nòng kịch sáu nòng. Làm sao bạn flash chưa. Ôi trời. Hai con nhân vật này làm gì có trống choáng. Mình xin cái tuổi anh em ạ. Mẹ quả không ném flash thì lộ bằng chó này. Đến thế thằng thứ hai lộ bằng chó rồi anh em ạ. Rồi. Đấy phải thế. Ui giời ơi. 5 hiệp 12 kill. Thế này chốt thôi anh em ơi. Chuyện này nó quá đủ rồi. Chốt thôi. Bán thế là được rồi. Rồi. Đã đợi đi cùng đồng đội lên A thôi. Map này cứ A phải thôi. B thì nó thập du hơi khó chịu. Rồi. Kìa đẩy mít luôn à. Ôi rồi cút luôn. Đẩy mít kiểu gì mà để Barret lục chết thì kia đi. Nước nuôi trẻ cháu mẹ nữa. Tốc A đây. Hàng về. Từ. Rồi thằng già nó móc luôn. Nhanh thế. 3v4. À 4v4. Quên. Hàng về. Mẹ thằng này nó đứng xa quá. Khó bắn anh em ạ. Từ. Ui hai thằng luôn. Ui đâu được. Thôi anh ơi. Em xin lỗi. 47 này. Ôi chơi được. Ui. Mẹ nó bắn một thằng 47 một thằng 87 ạ. Thằng này nó không đấm sọ mình là khả năng mình liếm nó rồi đấy anh em ạ. Mẹ cay thế nhỉ. 1v3, 1v4. À bên kia có một thằng AFK anh không ạ. Bên kia có một thằng AFK kìa. Đen xì kìa. Chưa out. À out rồi. Đen xì là out rồi. Mình táp lên còn có 4 thằng thôi. Mẹ 5 bắn 4 mà không thắng nữa thôi á. Không còn gì để nói luôn anh em ạ. Không còn cái gì để nói luôn. Đẩy B nào. Đẩy full B là bọn này thua ngay. Nhưng mà bọn đồng đội này đéo đẩy full B với đâu. Nào đéo được đó không biết. Rồi cứ bình tĩnh thôi. Chậm tí anh em ạ, chậm tí. B chắc chắn nó có luôn. Không biết là 1 hay là 2 nữa cơ. Khổ thế. Rồi, hành lang chết. Đối diện hành lang chết. Làm sao? Mày làm sao? Có thằng nào thủ đây không? Sân kiểu gì cũng có luôn. Vào chờ đó anh ơi. Đây, cửa. Ui, cái gì? Mẹ là có thằng núp thùng sau nữa. Ăn đủ. Rồi. Toàn thế nhổ. Bắn sang kia trừ 79 ạ. Ôi bố này. Ôi bố này nhìn ngáo lắm. Mà bố nó bắn như này dở rồi. Mạnh mẽ lên xem nào. Ôi. Cháu hiểu sao. Mẹ nó bắn mình thì dính thế mà bắn mẹ nó trùng tràn chưa. Mẹ đúng thánh nhân đấy kẻ khổ khờ. Đấy thế mà nó. Có thằng mong sau kìa. Xem thằng này nó xử lý như nào. Mẹ nhìn mẹ chơi như con bot đó. Ném bom. Một VS3 hiệp này thì cút rồi còn gì nữa. Thằng này nước nuôi đéo đi.
bắn nhìn chán lắm, chết sạch, chết sân ai kìa. Bắn. Ôi, đục bừa chết. Ôi đồ. Có thằng trên hành lang kìa, thằng móc hành lang kìa. Đúng là thánh nhân đấy, kẻ khủ khờ nhanh, 14 giây, 13 giây. Ui giời, còn đứng đây sấy thì xong mẹ nó rồi. Đéo chết thì cũng hết giờ anh em ạ. Ui giời, mẹ đúng là ảo thật đấy. Bắn như con boss mà vẫn mẹ la liếm hai thằng anh em ạ. Nhiều khi mình đeo hiểu mẹ mình bắn thì vãi cút vãi đái ra mà nó làm đột cái chết mẹ luôn. Ừ, mấy thằng này thì cứ nhung nhằng chả thấy chết đéo ơi. Dị thật đấy. Rồi, chốt nào đừng có để lên 4 mẹ 44 nha. Ủa, cái gì đây? What the fuck, mẹ mình ném quả bom smoke vào cái cầu mít bật con mẹ lại hành lang ạ. À, thế nhỏ. Quả đó quả smoke của mình ấy anh em ạ. Lần đầu tiên nhắm đi thấy bật lại. Ê nó mới dị xe này. Ôi giời ơi, hay quá anh ơi. Ôi, rõ ràng bắn cái thằng này mất máu mà lại không được cứu hỗ trợ nhỉ. Vô lý. 5v3. Này mà không thắng nữa thôi ấy. Có chứ bạn này. Ừ đây. Sao mày? Làm sao mày? 15. Ây à. Sao đau nhỉ? Sao? Làm sao? Làm sao? Ui. Đây là lần đầu tiên mình cầm cái khẩu P90 súng thỏ và danh và cũng là lần cuối cùng luôn anh em ạ. Bắn như đâu ngoài, mẹ chán. Rồi 3v1. Đây hiệp này win thì còn gì nữa à? Không win nữa thôi. Không win nữa thì thôi, quá chán luôn. Rồi, nó lên lỗ, nó lên lỗ. Chơi nó, rồi nó dính flash đấy. Rồi. Tưởng là không ăn được. Nó phải thế chứ, mẹ. Mình gánh đầu vãi cút ra một cuối mà nó không gánh được một kill nữa thì chết rồi. Rồi và rất cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi clip, đừng quên lại cho mình một like, một subscribe, nhớ bấm chuông nhận báo clip mới nhất của mình nha.